Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thanh Bình chính thức tiết lộ lý do ly hôn với Ngọc Lan, lên tiếng về tình đồn người thứ ba. Vào tối 13 tháng 11, Ngọc Lan đã chính thức thừa nhận chuyện ly hôn sau nhiều ngày dùng dằn, ức mở khiến khán giả hoang mang hết lần này đến lần khác. Thông tin xác nhận chuyện hôn nhân tan vỡ của nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia ngay lập tức đã gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Và sau đó rất nhiều người tỏ ra thắc mắc, nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến vợ chồng cô tan vỡ không gì khác ngoài việc giữa cả hai đã xuất hiện người thứ ba. Hơn thế, cách đây vài ngày, hình ảnh Thanh Bình nắm chặt tay, thân thiết bên một cô gái lạ cũng là một trong những điều khiến nghi vấn này được đặt ra thêm phần chắc chắn. Cho tới mới đây, Thanh Bình đã chính thức lên tiếng giải thích về nguyên nhân tan vỡ thực sự của vợ chồng anh trên trang cá nhân. Anh khẳng định không có chuyện xuất hiện người thứ ba như lời đồn, mọi thứ đều xuất phát từ việc cả và Ngọc Lan đã không còn tìm thấy tiếng nói chung với nhau trong cuộc sống nên tự nguyện buông tay. Cụ thể, Thanh Bình viết: "Xin chào tất cả, dòng trạng thái trên cũng đã nói đầy đủ ý của hai đứa. Nhưng Bình xin phép nói thêm chút ý thế này. Lý do chúng tôi chia tay không phải đến từ người thứ ba nào cả, càng không phải do rắc rối tình cảm riêng tư nào của Bình và Lan. Chúng tôi đã có những năm tháng hạnh phúc cùng với nhau, nhưng vì không có tiếng nói chung nên chúng tôi vui vẻ và tự nguyện buông tay nhau. Bình khẳng định là hiện tại chúng tôi đều vui vẻ là bạn, là người cùng nhau chung tay dạy dỗ nuôi nấng Louis. Bình rất mong muốn ồn ào này kết thúc sau những công bố của chúng tôi. Xin lỗi tất cả vì sự ồn ào này." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.